Chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong phát biểu trước các quan chức quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ tăng cường đợt không kích nhắm vào các căn cứ chứa vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề cập tới việc Mỹ sắp thông qua gói viện trợ quân sự mới trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Shoigu nói, để đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện thành phần và cơ cấu của lực lượng vũ trang và tăng sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự phổ biến nhất. Chúng tôi sẽ tăng cường không kích vào các trung tâm hậu cần và căn cứ chứa vũ khí phương Tây. Ông Shoigu khẳng định, Nga đã xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây. Được biết, dự luật viện trợ của Mỹ đã được Hạ viện thông qua ngày 20 tháng 4, sắp tới sẽ chờ Thượng viện thông qua trước khi Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Trong gói viện trợ dành cho Ukraine, khoảng 23 tỷ đô la Mỹ dùng để bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ để nước này tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine. 11 tỷ đô la Mỹ chi cho hoạt động quân sự hiện tại của Mỹ tại khu vực, nâng cao năng lực của quân đội Ukraine và tăng cường hợp tác tình báo giữa hai bên. 14 tỷ đô la Mỹ sẽ dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, trong đó lầu năm góc mua các loại vũ khí mới cho Ukraine trực tiếp từ nhà sản xuất Mỹ. Khoảng 8 tỷ đô la Mỹ dành cho hỗ trợ phi quân sự để chính phủ Ukraine duy trì hoạt động cơ bản như trả lương và lương hưu. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ sớm nhận thêm tên lửa tầm xa Atak MS theo gói viện trợ. Các quan chức Mỹ cho biết nó còn bao gồm đạn và tên lửa cho các tổ hợp phòng không. Ngoài ra, Bộ trưởng Nga cũng cho biết thêm ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự tương xứng với các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh. Quân đội Nga sẽ nhận phiên bản đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong năm nay. Ông Shoigu nói, năm nay Quân đội sẽ nhận được các đơn vị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S500 thế hệ mới và các tổ hợp S400, S300V4, Buk M3. Hệ thống tên lửa phòng không TOR M2U và các trạm radar thế hệ mới. Ngoài ra, ông cáo buộc NATO đã triển khai gần biên giới Nga 30.000 quân nhân, 300 xe tăng và hơn 800 thiết giáp các loại. Ukraine đã dùng pháo HIMARS tập kích vị trí đặt radar, đài chỉ huy của hệ thống phòng không S-300 hoặc S-400 Nga và dường như đã khiến radar bị phá hủy. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái UAV trinh sát Ukraine phát hiện đài chỉ huy di động và radar điều khiển hỏa lực của tổ hợp phòng không Nga được cho là dòng S-300 hoặc S-400 cùng một số phương tiện đang ở trạng thái chiến đấu trên cánh đồng tại miền đông Ukraine. Không rõ các xe bệ phóng của tổ hợp phòng không ở đâu, song chúng dường như đã được phân tán, cất giấu ở chỗ khác. UAV Ukraine sau đó chuyển tọa độ mục tiêu về trung tâm chỉ huy để tiến hành đòn tập kích. Dựa trên video, giới chuyên gia nhận định lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực HIMARS do Mỹ chuyển giao để khai hỏa rocket phóng loạt dẫn đường GMLRS chứa đạn chùm trong cuộc tấn công. Ít nhất 4 quả rocket đã phát nổ phía trên hoặc gần vị trí đặt radar của tổ hợp phòng không Nga và các phương tiện gần đó. Các quả đạn con từ rocket đã đánh trúng các khí tài này, tạo ra một vụ nổ lớn và cột khói bốc cao lên bầu trời. Militani, cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine nhận định, khí tài của đối phương đã bị hư hại nghiêm trọng, một số thiết bị như radar có thể đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai trong một tuần Ukraine tập kích thành công các hệ thống phòng không hiện đại của Nga. Kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã tích cực triển khai các hệ thống phòng không cũng như tên lửa do phương Tây cung cấp để đáp trả những cuộc tấn công từ Nga. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS. MS. HIMARS được thiết kế để cung cấp phản ứng nhanh chóng và chính xác trước các mối đe dọa khác nhau trên tiền tuyến. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Hệ thống điều khiển bắn HIMARS cho phép đạt được độ chính xác cao với tầm bắn khác nhau tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Trong đó tên lửa R MLRS có tầm bắn 45 km, 70 km với tên lửa dẫn đường GMLRS tầm xa mới và lên tới 300 km với tên lửa chiến thuật. Điều này mang lại cho HIMARS khả năng tấn công mở rộng, nhắm các mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ các hoạt động quân sự trên nhiều môi trường chiến đấu khác nhau. tiếp tục chiến dịch truyền thông mang thông điệp răn đe trong bối cảnh căng thẳng với Israel mới chỉ tạm lắng xuống. Gần đây, giới chức Iran đưa ra thêm nhiều phát ngôn cảnh báo mạnh mẽ nhằm vào quốc gia Israel. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trước các học giả và giới tinh hoa văn hóa Pakistan tại thành phố Punjab ngày 23 tháng 4. Nếu Israel một lần nữa phạm sai lầm và tấn công vùng đất thiêng của Iran, tình hình sẽ khác và họ không chắc còn lại gì. Ông Raisi nói thêm rằng Iran đã trừng phạt Israel vụ tấn công tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damas, Syria hồi đầu tháng. Ông cũng chỉ trích phương Tây hỗ trợ Israel tiến hành hoạt động quân sự ở giải Gaza. Trước đó, Mỹ và các nước đã đồng loạt kêu gọi Israel và Iran hạ nhiệt căng thẳng, tránh cuộc khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thuyết phục Israel không trả đũa và đưa ra lập luận rằng việc Israel với sự hỗ trợ của đồng minh đánh chặn 99% tên lửa, máy bay không người lái Iran đã là một chiến thắng. Cùng ngày, Phát biểu tại Đại học Quốc phòng Iran, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Hossein Bakeri khẳng định: Chiến dịch tấn công trả đũa vừa qua của Iran mang tên Lời hứa đích thực nhằm vào Israel đã làm thay đổi cục diện khu vực Trung Đông. Theo đó, cuộc tập kích trả đũa quy mô lớn vào Israel đêm 13 tháng 4 đã cho thấy khả năng răn đe của Iran với Israel, đồng thời tạo ra những ảnh hưởng chiến lược quy mô khu vực và toàn cầu. Tel Aviv được cho là đã đáp trả cuộc tập kích của Tehran bằng đợt tấn công chớp nhoáng vào một căn cứ không quân ở khu vực Isfahan, miền trung Iran, sáng sớm ngày 19 tháng 4. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả hai bên đều chưa xác nhận đây là cuộc tấn công do Israel tiến hành. Chi tiết này được cho là giúp hạ nhiệt đáng kể tình trạng đối đầu nguy hiểm giữa hai bên. Mặc dù vậy, giới phân tích khu vực cảnh báo rằng căng thẳng Israel-Iran vẫn tiêm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro, hoàn toàn có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Do đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vẫn liên tiếp hối thúc hai bên hành động trách nhiệm và kiềm chế tối đa, không để tình hình vượt tầm kiểm soát. Cũng trong diễn biến liên quan, trước đó Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian cũng nói tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel nên kiềm chế hành động mạo hiểm để đáp trả cuộc tập kích của Tehran nếu không muốn phải hối tiếc. Theo Ngoại trưởng Iran, trong trường hợp chính quyền Israel sử dụng vũ lực và vi phạm chủ quyền của chúng tôi, Iran sẽ không ngần ngại khẳng định quyền vốn có để đưa ra phản ứng quyết đoán và thích hợp nhằm khiến họ phải hối tiếc về hành động của mình. Tối ngày 22 tháng 4, phong trào Hezbollah tại Liban đã phóng khoảng hơn 30 quả rocket vào miền Bắc Israel. Các vụ phóng trên đã kích hoạt còi báo động ở thành phố Safed và các cộng đồng khác ở miền Bắc Israel, nhưng không có thông tin về thương vong. Tờ Jerusalem Post đưa tin, để đáp trả, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tấn công các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền Nam Liban. Cùng ngày, Israel cũng đã tấn công hai công trình ở các làng Ajoun và Odaiseh ở khu vực trên nơi các chiến binh Hezbollah hoạt động. Trước đó, Hezbollah cũng thông báo đã bắn hạ một chiếc Hermes 450, thiết bị bay không người lái do Enbit System, nhà sản xuất vũ khí có trụ sở tại Israel chế tạo ở miền nam Liban. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã kéo dài hơn 6 tháng qua tại khu vực biên giới giữa nước này và Liban, song song với xung đột tại giải Gaza. Trong diễn biến căng thẳng giữa Israel và Iran, khi căng thẳng với Iran dịu đi, quân đội Israel đang chuẩn bị hoàn thành công việc mà họ cho là còn giang dở loại bỏ Hamas khỏi thành trì cuối cùng của lực lượng này ở thành phố Rafah của Gaza, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn. Các nhà lãnh đạo Israel cho biết họ có ý định tiếp tục kế hoạch quân sự ở Rafah, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ đồng minh quan trọng nhất của mình là Mỹ, vốn đã cảnh báo rằng một động thái như vậy đối với vùng lãnh thổ này có thể gây thương vong cho dân thường trên diện rộng và làm gián đoạn các nỗ lực viện trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn nạn đói. Trong những ngày gần đây, lực lượng không quân Israel đã tấn công các mục tiêu ở Rafah. Ông Netanyahu thông báo Israel có kế hoạch sơ tán dân thường trước các cuộc tấn công. Quân đội Israel cho biết họ có kế hoạch chuyển người dân Gaza đến các khu vực nhân đạo sẽ được xây dựng trong giải Gaza, nơi sẽ được đảm bảo thực phẩm, nước uống, lều trú ẩn và các dịch vụ y tế. Theo các quan chức Ai Cập, Israel đang chuẩn bị di tản dân thường từ Rafah đến Khan Yunis gần đó và các khu vực khác, nơi họ có kế hoạch thiết lập những nơi trú ẩn với lều, trung tâm phân phối thực phẩm và các cơ sở y tế như bệnh viện giã chiến. Israel đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt kế hoạch quân sự kéo dài 6 tháng ở Gaza do cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas. Mỹ đã hối thúc Israel xem xét lại kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Rafah với lý do lo ngại thương vong dân sự quy mô lớn khi ước tính gần 2 phần 3 người dân Gaza đang tạm thời trú ẩn trong thành phố. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Tổng thống Biden đã nói rất rõ ràng về điều này. Chúng tôi không thể hỗ trợ một kế hoạch quân sự lớn ở Rafah. Một động thái như vậy sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp đối với bất kỳ thường dân nào còn ở lại thành phố. Về phần mình, Israel cho biết họ phải tấn công Rafah nằm dọc biên giới Gaza với Ai Cập để vô hiệu hóa mối đe dọa quân sự từ Hamas. Quân đội Israel tuyên bố đã đánh bại 20 trong số 24 tiểu đoàn quân sự của Hamas và phải loại bỏ các đơn vị chiến đấu còn lại của nhóm này hiện ở Rafah. Nhưng bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào cũng là một canh bạc chiến lược. Đặc biệt, nếu số dân thường thiệt mạng cao sẽ làm xói mòn vị thế quốc tế của Israel và làm suy yếu mối quan hệ với Mỹ việc cố gắng giảm thiểu thương vong dân sự cũng có thể khiến chiến trường trở nên rủi ro hơn đối với quân đội israel dẫn đến tỷ lệ thương vong cao hơn